sẽ được thưởng. Vào một buổi sáng, bác Hồ đến thăm trại Nhi Đồng. Vừa thấy bác, các em nhỏ đã ùa tới vây quanh bác, ai cũng muốn nhìn bác cho thật rõ. Bác đi giữa đoàn học sinh, tay dắt hai em nhỏ nhất. Mắt bác sáng, da bác hồng hào. Bác cùng các em đi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa. Khi trở lại phòng họp, bác ngồi giữa các em và hỏi: các cháu chơi có vui không? Những lời non nớt vang lên: thưa bác, vui lắm ạ. Bác lại hỏi: các cháu ăn có no không? No ạ. Các cô có mắng phạt các cháu không? Không ạ. Bác khen: thế thì tốt lắm. Bây giờ bác sẽ chia kẹo cho các cháu. Các cháu có thích kẹo không? Tất cả cùng reo lên: có ạ, có ạ. Một em bé giơ tay xin nói: thưa bác, ai ngoan thì được ăn kẹo, ai không ngoan thì không được ăn kẹo ạ. Các cháu có đồng ý không? Đồng ý ạ, đồng ý ạ. Các em nhỏ đứng thành vòng tròn rộng. Bác cầm gói kẹo chia cho từng em. Đến lượt tổ, em không dám nhận, chỉ khẽ thưa: thưa bác, hôm nay cháu không vâng lời cô, cháu chưa ngoan nên không được ăn kẹo của bác. Bác cười chiều mến: cháu biết nhận lỗi thế là ngoan lắm. Cháu vẫn được phần kẹo như các bạn khác. Tổ mừng rỡ nhận lấy kẹo bác cho. Câu chuyện đến đây là hết rồi.